1 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
lại cho anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Xin chào tất cả các anh em. Thì như anh em cũng đã biết, đó là những chiếc lọc xì này, bên em tất cả đều ghép nối dưới những chiếc vang anh em nhé, để tận dụng được cái USB, cái Bluetooth và cái cổng quang của những con vang này. Và cái quan trọng nhất là cái con lọc xì này nó có thể giảm ú rất tốt cho anh em trong bộ cấu hình này. Đây em có sử dụng con vang đó là LX-FX20+, một con vang cơ cũng khá là ngon, trong tầm giá anh em nhé, 1.800.000 đồng, có cổng quang, USB, Bluetooth đầy đủ hết cho anh em. Ở đây thì anh em có nhìn thấy về phần check của phần eco em cũng đang tăng lên hướng tầm khoảng 2 giờ, và check của phần mic này anh em có thể nhìn thấy em cũng đang tăng tầm khoảng 2 giờ. Như đầu video anh em cũng đã nhìn thấy, em đã alo thử và em chỉ tăng giảm đó là 2 cần, đó là 3.15k và 6.3k ở cần trên và cần dưới cho hai loa riêng biệt. Thì anh em có thể thấy được đó là cái hú rít của nó đã giảm đi rất nhiều anh em nhé, hú rít của nó giảm đi rất nhiều, mà anh em có thể nghe được tiếng mic nó vẫn có độ lẩy vẫn hay anh em nhé. Anh em thể nghe thấy tiếng mic nó không bị thay đổi nhiều anh em nhé. Chứ nếu anh em giảm tất cả các cần này xuống, ví dụ anh em giảm từ 3.15k đến 8k đến 10k, tất cả các cần này anh em giảm xuống thì tất nhiên là nó sẽ có cái tác dụng phụ của nó, đó là nó sẽ tiếng mic của mình nó sẽ bị nghẹt tiếng đi, rất khó để nghe anh em nhé. Nhưng đây với hai cần gạt tôi đó là 3.15k và 6.3k, riêng hai cần này đối với loa của bên em là em đã giảm xuống và nó đã giảm hú cho anh em rất nhiều rồi. Như đầu video anh em có thể thấy, thử trực tiếp cho anh em bằng chiếc mic dây rất là rẻ tiền thôi, thử cho anh em thấy độ hú. Và tất cả đây em sẽ tăng hú cho anh em này, và lưu ý với anh em, chống hú ở đây nó không dùng, em đang nhả ra đó là không dùng chống hú của những chiếc vang này, mà chống hú của nó cũng cực kỳ là tốt, em ngồi rất gần loa và anh em có thể thấy chắc em đã tăng lên. Và những em ghép những chiếc lọc xì này vào thì đứng rất gần, tầm khoảng 50 đến 70 cm thôi nó mới xảy ra hiện tượng hú rít. Nhưng em đứng hơi xa, tầm khoảng 2 mét ra thì nó sẽ hết độ hú rít cho anh em. Thì anh em có thể thấy được là những chiếc vang này em đã thử cho anh em, đó là đứng gần cùng một chỗ và có thể tăng giảm hai cần này thôi, nó đã giảm hú rít cho anh em cực kỳ tốt rồi. Đấy, về phần mic và phần echo em đều tăng check lên để anh em có thể thấy. Và các giải tần này em sẽ để hướng cân bằng 12 giờ giữa này như anh em nhé, chưa căn chỉnh gì. Và thử lại cho anh em để anh em có thể thấy 1, 2, 3. Đấy, anh em có thể nghe thấy đó là độ zip lên rồi, đã thấy zip rồi đúng không ạ? 1, 2, 3. Đấy, cùng đấy thôi. Và em có thể giảm hai cần này xuống rồi, giảm hai cần này xuống rồi, rất ít anh em nhé, em giảm chỉ đúng hai cần này thôi, giảm xuống rất ít anh em có thể nhìn thấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anh em có thể nghe thấy đó là tiếng zip đằng sau nó đã hết sạch rồi đúng không anh em? Đấy, chỉ với hai cần gạt này thôi. Với những chiếc lọc xì này, anh em có thể ghép với những con vang cơ để anh em có thể tận dụng được. Anh em có thể khi nghe nhạc, anh em có thể tăng bass, tăng check lên rất là dễ dàng. Độ chi tiết của nó chia các giải tần nhỏ ra để anh em có thể sử dụng. Và khi hát hò hú rít, anh em có thể giảm các cần gạt này xuống rất ít anh em nhé. Anh em chỉ cần xác định được loa của anh em nó bị hú rít ở những điểm nào thì anh em chỉ cần dò và anh em có thể tăng giảm các cần gạt này xuống rất ít thôi, nào nó đã có hiệu quả rất tốt rồi. Với dòng lọc này thì bên em hiện tại đang bán với giá đó là 1.400.000 đồng, bao ship tặng dây rác cho anh em. Về cái sản phẩm lọc xì Daybreak này thì không còn phải giới thiệu tới anh em rồi, rất nhiều anh em đã tin tưởng vào mua hàng bản mới nhất, nguồn xuyến tròn, độ nhạy của nó cao hơn so với bản cũ anh em nhé, màu trắng rất là sang trọng và được rất nhiều anh em tin dùng rồi. Những sản phẩm này thì ngày nào cũng có những bác khách đặt hàng vì giá của nó rất tốt và độ hay, độ chi tiết của nó thì cực kỳ là cao rồi, giá rẻ mà rất là bền bỉ anh em nhé. Những chiếc lọc này và những chiếc vang này anh em có thể tham khảo để phối ghép với những chiếc âm ly, nâng cấp cho những chiếc âm ly đã cũ. Ví dụ nhà anh em có 503, 506, 203, anh em có thể sử dụng hai thiết bị này, đó là vang 1.8, lọc 1.4, tổng có 3.200.000 đồng thôi. Nhưng vang cơ anh em lại dễ chỉnh, anh em có thể lấy những chiếc tô vít anh em chỉnh tăng giảm bass check, hoặc anh em có thể cắt hú trên chiếc này rất nhẹ nhàng, anh em có thể thay đổi được từng giọng của anh em một. Và nó có các cái đèn nháy, đèn xoay để tròn rất đẹp anh em nhé, đèn xoay tròn rất đẹp. Và cái tiện dụng nữa là nhiều anh em thích vang cơ, bởi vì rất nhiều giọng thì anh em có thể tinh chỉnh nó rất là dễ dàng, không cần phải khó khăn anh em nhé, rất là dễ dàng và anh em không cần phải điều chỉnh nhiều.
thì anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các video bên em. Vang lưới Epic 20 Plus với giá đó là 1.800.000 đồng, cổng quang USB và Bluetooth đầy đủ cho anh em. Lao xì Epic 231 với giá 1.400.000 đồng. Một cái video em thử cho anh em để anh em thấy được cái chất lượng, chất âm của dòng lọc xì, công dụng của những dòng lọc xì này khi ghép với vang anh em nhé. Nhiều anh em thì sẽ ghép trước, thì ghép trước thì nó chỉ lấy được đường nhạc và nó không lấy được đường mic. Và tất cả các chức năng USB, Bluetooth, cổng quang của những con vang này sẽ bị mất tác dụng, chỉ sử dụng được cổng AV anh em nhé. Đấy, thì ghép sau vang nó luôn có một cái tác dụng đoàn là như vậy, tận dụng được tất cả các chức năng của con vang và anh em có thể cắt hú được rất là dễ dàng. Đấy, tất cả bên em những dòng lọc xì này thì đều tặng lọc xì và vang, khi anh em mua đều được tặng dây rắc bằng Canon đầy đủ cho anh em để anh em có thể kết nối rất là đẹp và rất là nhỏ gọn, đúng không ạ? Rồi chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các video clip lần sau ạ. Em sẽ thử lại đoạn nữa cho anh em để anh em có thể thấy. 1 1 1 1 1 2 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
lại cho anh em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 mic dây đây anh em nhá, tăng cần lên này, tăng cần lên này, hai cần rồi nhá. Còn đâu tất cả các giả tần khác em đều để hướng giữa thôi, mức giữa thôi. Đấy. Anh em thấy hú chưa? Giảm cần xuống này, hai cần rồi nhá. Em chỉ giảm ít thôi, 1 đến 2 vạch thôi, 2 vạch thôi nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9